thưa quý vị, trong không khí vui mừng, phấn khởi, tự hào của những ngày tháng năm lịch sử, hôm nay, trong cái nắng hè rực rỡ của thủ đô Berlin, trong không gian sang trọng của nhà văn hóa Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, Hội người Hải Phòng Cộng hòa Liên bang Đức long trọng tổ chức kỷ niệm ngày gặp mặt truyền thống tháng năm Hoa Phượng Đỏ nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng Hải Phòng 13 tháng 5 năm 1955, 13 tháng 5 2023. Trong vòng tay yêu thương của các
vào kia những kỷ niệm xa xôi. Sống mãi đã sinh sôi.
thể nói đây là một chương trình hoành tráng khi nào ban tổ chức Việt Nam tại